Xin kính chào quý khán giả Người Việt TV. Quý vị đã thấy những ngày World Cup thì khán giả Người Việt càng ngày càng đông và rất là sôi động. Thì đặc biệt ngày Chủ nhật hôm nay 17 tháng 6 chúng ta đã được hai trận rất là hay, đó là trận Đức và Mexico. Một tin vui cho người Mexico đã thắng đội Đức 1-0. Và một kết quả cũng khá đặc biệt qua trận hai này và mọi người vừa xem xong, đó là đội Brazil và Thụy Sĩ hòa một điều không ai tưởng tượng được. Buổi cơm trưa ngày hôm nay đặc biệt với sự tài trợ của nhà hàng Moncherry. Các bạn thấy quý khán giả sau khi đã xem trận Brazil và Thụy Sĩ đã trở ra để chuẩn bị tham dự buổi cơm trưa với mọi người. Chung quanh chúng ta là những hàng ghế lai rất là dài để mọi người chuẩn bị thưởng thức bữa cơm trưa của nhà hàng Moncherry. Và đặc biệt với kết quả một đều thì tất cả mọi người ai cũng đều hứng khởi khi mà xem trận này. Đặc biệt chúng ta đang đứng kế một cổ động viên của Brazil. Xin lỗi anh cho biết anh tên gì ạ? Em Trần Châu, Ganro. Châu, với kết quả một đều ngày hôm nay Châu thấy như thế nào? Em rất là thất vọng, nhưng mà em hy vọng hai game sắp tới thì Brazil sẽ đá better. Em vẫn support cho Brazil. Rồi, cảm ơn Châu. Và chúc có một bữa ăn trưa rất ngon. Dạ, cảm ơn anh. Wow, một khán giả rất là xa từ San Jose đến đây. Em có thể cho biết là cái cảm xúc của em khi mà mình là ủng hộ viên của Brazil mà ngày hôm nay với kết quả một đều? Dạ, hôm nay một đều thì cũng hơi đau lòng, nhưng mà Brazil với lại Thụy Sĩ đá rất là giỏi. Nên Thụy Sĩ nó press Brazil rất là mạnh nên Brazil hơi bị thua, nhưng mà dù sao game cũng là rất là hay nên em không có buồn. Rồi. Rồi ai cũng muốn ai cũng thật ra cũng muốn mong cái đội mình thích là thắng. Nhưng mà nhờ đó thành ra nó cái không khí ở đây nó rất là sôi động. Chứ bây giờ có nhà thì có mình tôi với bà xã thì rất là buồn. Mình gì mình bàn á cũng không được. Nhiều khi bà không hiểu. Đó thành ra thật ra tôi rất thích tới đây. Nếu mà có dịp là trận nào tôi cũng hay tới. Thì mình tới đây mình thấy vui. Thấy đông đảo người Việt mình với các bác lớn tuổi á, cảm thấy không khí nó vui. Chị ngày hôm nay chị ủng hộ đội nào? Mình ủng hộ Brazil. Wow, nhiều người rất là ủng hộ Brazil. Thì với cái kết quả một đều chị có thấy vui không hay là buồn? Dạ vui. Vui vẫn vui nha. Với ông xã mình trúng nữa. Dạ, rồi chị có những cái chia sẻ như thế nào trong những lần mà người Việt tổ chức đá banh mà mọi người cộng đồng đến xem? Mình thấy không khí cộng đồng mình xem đây rất là vui. Dạ. Cảm ơn chị. Rồi, chúc chị vui. Dạ, một buổi trưa ngon miệng.